Sau đây là kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 ngày 15 tháng 4 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 3. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1, 8, 1. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0693 3644 4445. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4476. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 34396 56373 61857 33822 00326 39976 96752. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 66351 04747. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 74419. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 90344. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 948670. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 948670. Kênh xổ số miền Nam, kết quả xổ số hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!